Hello tất cả các bạn. Thì ở một cái video lần trước thì mình đã có giới thiệu đến các bạn là mình có về được một cặp âm ly Bose 1701. Thì lần đó nó về với các với cái dòng là 1705 các bạn. Đó thì đây là một cái dòng âm ly rất là nhỏ gọn, hàng dành cho thị trường Nhật. Nhưng mà đặc biệt của nó, tiếng của nó rất là hay, đặc biệt là khi đánh với những các dòng loa tai của Bose nha các bạn. Thì hôm nay một cặp âm ly này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái đặc điểm của nó và cũng như sẽ test nhạc trên cái cặp âm ly này. Lý do mình nói là nó là cái cặp bởi vì đây là một cái model dòng series của Bose, thì nó thiết kế để đánh monoblock, có nghĩa là một cái âm ly này chúng ta có thể đánh một loa và một âm ly đánh một loa. Tín hiệu âm thanh của chúng ta là stereo, là hai kênh trái và phải. Thì thông thường chúng ta sử dụng một cái âm ly hai kênh thì nó sẽ sử dụng là đánh hai kênh trái và phải cùng một cái âm ly luôn các bạn. Thì với những cái dòng monoblock này á thì nó sẽ một cái âm ly nó sẽ đảm nhiệm riêng một cái kênh nha các bạn. Đó thì ngoài ra cái âm ly này có thể đánh hai kênh giống như những cái âm ly thông thường khác và nó giống như là âm ly 1705. Đó thì ok, thì bây giờ mình sẽ xoay các bạn ha. Mình sẽ xoay ra phía sau sẵn cho các bạn xem cái phần ngoại hình của nó luôn. Đây thì bây giờ cái âm ly này đặt trước mình về các bạn ha. Mình về thì nó dây nó quấn như thế này ha, dây nguồn quấn như thế này. Thì mấy hôm nay không có thời gian cho nên mình cũng chưa có đụng chạm gì tới nó nữa. Đó thì bây giờ bắt đầu mình sẽ giới thiệu sơ ha, và sau đó mình sẽ cắm dây loa vào và test trên cái cặp âm ly này. Mình sẽ test nó ở hai cái chế độ, thì hai chế độ là hai chế độ gì thì mình sẽ nói sau đây. Và video này nó sẽ hơi dài nha các bạn, cho nên các bạn nào hay phàn nàn mình là quay video dài quá thì các bạn có thể lưu ý tí xíu về cái phần video này. Rồi ok, thì đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem về cái phần ngoại hình của cái cặp âm ly này nha các bạn. Ngoại hình đi, ok, thì mình sẽ bố trí lại ngoại hình con thứ nhất mặt trước, mặt bên cạnh các bạn. Rồi mặt phía sau ha, dây nguồn zin nha các bạn, dây nguồn zin. Rồi mặt bên cạnh các bạn, rồi mặt phía trên và mặt phía dưới. Đó thì mình sẽ chụp hình chi tiết và đăng trên Zalo nha bạn, nha các bạn. Zalo của mình là số điện thoại của mình ghi trên tiêu đề của từng video đó. Thỉnh thoảng mình cũng sẽ có hiện ở trên cái video nha các bạn. Rồi cái con thứ hai. Dĩ nhiên hàng về thì nó sẽ có chạy xước nha các bạn. Đó. Đây là phần hợp cơ, hợp kim nó bằng nhôm nha các bạn. Đó, hàng về thì dĩ nhiên vận chuyển sẽ có chạy xước thôi. Dây nguồn. Thì con này về mình cũng chưa test, chưa tháo luôn các bạn. Thì hôm nay quay video tới đâu thì mình sẽ test tới đó nha. Rồi, ok. Và tiếp theo mình sẽ đi tới cái mục đó là giới thiệu về cái cặp âm ly này. Rồi thì đây là cái phần mặt trước của nó ha các bạn, chúng ta có thể thấy là nó không có khác gì so với hai cái ly này, không khác khác nhau ở không có khác nhau các bạn, mặt trước không khác nhau và nó y chang cái con 1705 thôi đó, nó không có gì khác nhau. Chúng ta sẽ có một cái nút nguồn ở đây đó, nút nguồn ha, nhấn vào nhả ra, và đây là một cái nút cái đèn đèn led tín hiệu ha các bạn. Đó và logo Bose, và chúng ta sẽ có một cái nút volume là bằng cái dạng fader của cái giống như dạng fader của mixer các bạn. Đó. Volume từ 0 tới 10. Rồi ok, thì cái phần khác nhau và cái phần thông số của nó thì nó sẽ nằm ở phía sau nha các bạn, nó nằm ở phía sau. Ok, mình sẽ để nó lên trên luôn. Rồi ok, thì
thoạt nhìn thì nó sẽ không có điểm gì khác biệt so với cái dòng Bose 1705 cả các bạn. Về nguồn gốc sản xuất là của hãng Miyako Audio các bạn. Đó, về cái thông số điện áp công suất của nó thì y chang, không khác gì dòng 1705 cả. Nó vẫn là điện áp vào 100V, hàng dành cho thị trường Nhật các bạn. Đó, đây là 50-60Hz, đây là chở cái tần số của cái điện áp. Rồi, công suất nguồn của nó là 50W, công suất nguồn của nó vẫn là 50W nha các bạn. Đó. Rồi, thì cọc cắm loa đỏ đen, cọc cắm loa đỏ đen. Thì cọc cắm loa này, cái trên và cái dưới nó giống nhau. Và nó sẽ khác cái phần 1705 tí xíu. Đó chính là với những dòng 1705 thì chúng ta chỉ có thể có cái dòng là R các bạn, R và L ha. R và L thì nó là mỗi mỗi bên một kênh, nghĩa là ở đây là kênh bên phải, đây là kênh trái các bạn. Đó là chúng ta đấu loa bên phải, đấu loa bên trái. Tương tự đấu loa bên phải, đấu loa bên trái ha. Đó các bạn, thì ha. Rồi, nhưng mà ok. Thì đó, thì nhưng mà với cái dòng 1701 này chúng ta sẽ thấy thêm nó xuất hiện thêm cái chữ mono. Mono ở đây. Đó, khi chúng ta đánh stereo thì chúng ta đánh y chang 1705, trái, phải, trái, phải, trái các bạn. Đó, nhưng mà khi chúng ta đánh mono ha, đánh mono thì sao các bạn? Đánh mono, chúng ta nhìn chữ mono ở đây thì tín hiệu dương chúng ta gắn ở đây và tín hiệu âm này chúng ta sẽ gắn ở cọc đỏ bên bên đây. Tín hiệu dương gắn cọc đỏ bên trái và tín hiệu âm gắn cọc đỏ bên phải. Thì đó, cái phía dưới sẽ tương tự. Thì ở đây nó sẽ có hai chế độ chúng ta đánh stereo hoặc là mono. Đó, khi mà chúng ta đánh stereo thì nó sẽ không khác gì cái dòng 1705 cả. Đó, chúng ta sẽ đánh bốn cọc như đây bình thường. Nhưng mà khi chúng ta đánh mono, nghe đánh dồn kênh. Giống như một số cái main công suất lớn nó có chế độ rít các bạn. Cái chế độ rít là chế độ mà đánh cầu các bạn. Đó, thì chế độ đánh cầu đó thì nó sẽ sử dụng hai cái cọc đỏ ha, hai cọc đỏ của cái amply hai kênh và nó bỏ hai cọc đen đi. Thì đây tương tự như các bạn. Thì chúng ta để stereo thì chúng ta sẽ đánh là bốn cọc ha, bốn cọc. Khi chúng ta để mono thì mono gạt xuống. Gạt xuống như vậy chúng ta đánh mono thì nó sẽ dồn kênh, hai kênh của amply này sẽ dồn thành một, hai kênh của amply này sẽ dồn thành một. Đó các bạn. Và chúng ta sẽ sử dụng cọc đỏ bên trái này cho tín hiệu dương, cọc đỏ bên phải này cho tín hiệu âm. Đó, y chang nó chỉ dẫn ở đây. Đó các bạn, đó y chang cái chế độ rít, chế độ cầu của những cái amply cục đẩy công suất cao các bạn. Đó. Rồi, ok. Thì tiếp theo cái phần này chúng ta không sử dụng, đây chỉ là một cái cục điện áp ngõ ra để nó nuôi nguồn cho một cái thiết bị khác mà thôi. Rồi, đây ha. Stereo và mono. Rồi, thì mình sẽ nói cái ưu điểm của cái cặp amply 1705 này. Ủa 1701, sorry các bạn. Ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó là khi chúng ta sử dụng cái amply 1701 này, chúng ta có thể sử dụng chế độ là đánh monoblock, có nghĩa là amply này đánh kênh trái, amply này đánh kênh phải, là chúng ta sẽ đánh hai loa và mỗi cái amply nó sẽ dồn công suất lại ha, nó sẽ dồn hai kênh của thành một kênh và nó đánh cho một cái loa bên trái, hai kênh dồn thành một kênh để đánh một cái loa bên phải. Đó, và chúng ta sẽ được cái tiếng rất là lực và rất là hay. Và sau đó, và cái ưu điểm thứ hai là chúng ta có thể đánh stereo bình thường, có nghĩa là một cái amply này vẫn đảm nhiệm một chức năng của 1705 như bình thường, một amply này vẫn đảm nhiệm chức năng của 1705 như bình thường. Và khi chúng ta có thể đánh hai cặp loa riêng biệt ha, ở hai nơi, gắn hai nơi, một cái phòng khách, một cái phòng ngủ, chúng ta cái này để phòng khách, cái này để phòng ngủ, chúng ta đánh cho hai cặp loa khác nhau. Hoặc khi chúng ta đánh trên cùng một cái bộ dàn thì một là chúng ta chọn đánh mono thì đây một cái loa chúng ta sẽ đánh nó thật là lực, và ở đây chúng ta sẽ đánh được một cặp, đây chúng ta sẽ đánh được một cặp nữa, nghe chúng ta nói ra từ cái amply này, chúng ta nói ra cái amply này thì chúng ta sẽ được thêm một cái đánh một cùng lúc hai cặp loa các bạn. Đó. Rồi thì ok, thì mình giới thiệu nó hơi dài dòng, chưa có chuẩn bị trước cho nên giới thiệu hơi dài dòng. Nhưng mà khi mà mình kết nối vào ha, để mình đánh demo thử cho các bạn thì các bạn sẽ hiểu được cái ưu điểm của cái cặp amply này. Rồi ok, mình sẽ tiến hành đấu dây nhợ vào và test luôn cho các bạn. Rồi thì mình đã bố trí amply ra các bạn ha, dây nhợ ha, loa. Thì bắt đầu mình sẽ tiến hành test ba cái dạng đấu nối, ba hoặc bốn dạng đấu nối, và để chia sẻ các bạn để biết thêm về cái cặp amply 1701 này chúng ta có thể tùy biến để chơi thành nhiều cái chế độ theo nhu cầu của chúng ta. Cấu hình thứ nhất là mình sử dụng từng chiếc amply này để đánh stereo thông thường cho hai cặp loa khác nhau.
một cái amply này đánh stereo cho cặp 101, một cái amply này đánh stereo cho cặp 100G. Thì ví dụ như cặp này chúng ta để ở trong phòng khách đi, cặp này chúng ta để ở trong phòng ngủ. Rồi thì khi chúng ta xài cái amply nào thì chúng ta gắn cái dây tín hiệu của nó, cái đầu vào ha, để chúng ta chơi như là một cái amply hai kênh bình thường thôi. Thì đầu tiên mình sẽ test lần lượt tới cái thằng bên này và thằng bên này nha các bạn. Ok, cái bên phía bên tay trái đánh stereo, mình gạt cái nút stereo ở phía trên, gạt cái nút cần cận cả gạt lên bạn, cấp tín hiệu nhạc stereo hai kênh trái và phải. Tín hiệu ra lo chúng ta vẫn là stereo kênh phải kênh trái đó các bạn, đó thì đóng y chang 1705, không có gì khác. Mở volume lên. Sẽ test cho bạn thử xem một cái lo nó hát nha bạn. Đó, chỉ một lo hát thôi nha. Đó, mình tháo này ra luôn là không lo nào hát. Đó, chứng tỏ thì bắt đầu mình sẽ gắn từng thằng vô. Đó các bạn. Và tiếp tục thêm cái thằng kế bên đây. Đó, chúng ta đánh stereo y chang 1705 nha bạn. Đó rồi, ok, thì tương tự mình sẽ xoay qua cái bên tay trái, mình sẽ đánh cái amply này và đánh với cặp bô 100G. Rồi với cái amply bên tay phải này các bạn ha, thì tín hiệu mình vẫn cấp vô cái đường input ha, và cái cờ gạt mình vẫn gạt lên trên, gạt lên stereo các bạn. Đó, dây lo thì mình vẫn nói ra một cặp loa kênh chụp phải kênh trái, nối vào cặp 100G này. Đó thì đánh độc lập như bình thường, như một cái amply hai kênh bình thường. Sorry các bạn, mình chưa mở amply. Đó các bạn ha, thì đánh stereo bình thường mình sẽ thử tháo dây lo một bên ra, chỉ có lo này hát mà thôi. Đó, tháo hết hai thằng ra các bạn. Đó rồi, test thằng gắn này vào, chúng ta chơi hai kênh độc lập trên cùng một cái amply như tất cả những cái amply thông thường khác, như 1705 vân vân. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái cách ghép thứ hai. Cấu hình số 2 thì mình sẽ đánh cùng lúc hai cặp loa trên hai cái amply. Thì cũng như giống như thông thường khi các bạn ở nhà, các bạn mà sử dụng nhiều cặp loa đó, thì các bạn xài cái amply thứ nhất, xong đó sẽ có cái đường link out, cái đường output đó các bạn, và bạn sẽ nối qua cái amply thứ hai, và từ cái amply thứ hai các bạn xài thêm những cặp loa khác. Thì bây giờ mình sẽ đánh cùng lúc hai cặp loa này trên hai cái amply và đánh cùng một cái bài nhạc các bạn. Nghĩa là hồi nãy cái clip hồi nãy là mình đánh riêng lẻ, có nghĩa là một cái chúng ta để chỗ này, một cái chúng ta để chỗ kia, chúng ta khi nào chúng ta thích xài thì chúng ta xài. Còn cấu hình này thì mình sẽ gắn đánh cùng lúc hai cặp loa trên hai cái amply. Thì ok, thì các bạn sẽ thấy ha, tín hiệu đường vào của mình lấy từ chiếc laptop, mình sẽ gắn bằng cái dây màu trắng này, và từ cái amply phía dưới mình sẽ có cái đường red output nè các bạn. Đó thì mình sẽ nối sợi dây này, nối sợi dây này vào. Đó, từ cái amply thứ nhất thì mình sẽ nối tín hiệu vào cái amply thứ hai nha các bạn. Đó. Đó, thì như vậy là khi chúng ta đánh cùng một cái bài nhạc nó vào từ đây các bạn, thì nó đánh cái amply này và sau đó nó sẽ dẫn tín hiệu lên amply này. Đó thì chúng ta cái sơ đồ đấu nối dây này amply này qua cặp loa 101 mình vẫn để như cũ, amply này đấu dây qua bô 100G mình vẫn để như cũ. Rồi ok, mình sẽ mở nhạc lên. Rồi bắt đầu mình sẽ mở volume lên các bạn, thì mình sẽ mở volume cái ở dưới lên trước. Các bạn có thể thấy 100G nó đang hát nha các bạn. Đó, 100G đang hát.
Rồi ok, mình sẽ mở cái volume âm đi này lên để cho thằng này nó hát. Hai âm ly đã đánh và hai cặp lo đã hát cùng lúc. Ok, giờ mình sẽ dặn cái volume của âm ly ở dưới này xuống. 4101 vẫn đang hát nha các bạn. Mặc dù mình giảm cái âm ly ở dưới này thì cái đường này nó vẫn đi ra đây và chúng ta vẫn có tín hiệu đánh trên 101. Có nghĩa là cái tín hiệu nhạc từ đây nó vào đây đi ra trực tiếp luôn, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái volume của thằng dưới này. Rồi mình sẽ tắt volume của thằng dưới này. Đó, à quên, mình sẽ tắt volume thằng dưới này. Các bạn, mình sẽ lên cái thằng phía trên nè. Đó, xuống và thằng ở dưới. Và cả hai thằng. Đó, đó là cái cách khi chúng ta chơi hai cái amply này, chúng ta chơi hai cặp loa và mỗi cái amply đánh stereo bình thường. Từ cái cổng này chúng ta nối ra cái cổng kia, từ cổng out của amply này nối và ra cổng in của amply kia. À, chúng ta chơi cùng lúc hai cặp loa rất là hay, rất là dày tiếng và rất là mát âm ly luôn. Rồi ok, thì cấu hình thứ hai đã xong, mình sẽ tiếp theo tới cấu hình số 3. Cấu hình số 3 thì nó cũng tương đương cái cấu hình số 1 các bạn. Thì mình sẽ sử dụng một cái âm ly này vẫn là đánh stereo nha các bạn. Đó, và đánh ra cặp loa 100G này. Đó, và cái tín hiệu output red out của nó nè, nó có sợi dây này đây. Chúng ta có thể sợi dây này các bạn, ra từ tín hiệu output chúng ta có thể nối ra một cái súp điện và chúng ta chơi ở cái chế độ 2.1 giống y chang cái clip mà hôm bữa mình test cái cấu hình là Amply Bo 1705 với một cặp 101 và một cái súp điện Bo vậy đó. Đó, đây là cái cấu hình số 3. Thì ok, mình không có súp cho nên mình không có gắn súp vào, mình không có test nha các bạn. Đó, thì chỉ gợi ý cho các bạn cách chơi thôi. Thì cái này thì nó giống cái một cho nên mình không có test nhạc. Và mình sẽ chuyển qua cái cấu hình cuối cùng là cấu hình số 4. Rồi các bạn, cấu hình số 4 thì như đã giới thiệu ha, thì sẽ đánh đúng cái công năng và đúng cái điểm đặc biệt của cái cặp amply này luôn. Đó là mình sẽ đánh theo dạng mono block, thì có nghĩa là một cái amply thì mình sẽ đánh một cái loa và cái tín hiệu trên một cái amply đó các bạn, thì nó một cái amply nó sẽ nhận một cái tín hiệu riêng nha các bạn. Ok, thì đầu tiên để đánh chế độ mono block này thì mình sẽ gạt hai cái amply từ stereo xuống thành mono. Stereo mình gạt xuống thành mono. Rồi ok các bạn. Và tín hiệu đầu vào của nó, hai các bạn nhìn đây. Cái phía dưới nó có để chữ mono, cái phía trên nó có để chữ mono. Đó có nghĩa là sao? Bình thường tín hiệu vào của nó sẽ là hai kênh trái phải, left right các bạn. Trái phải, left right. Đó. Thì một cái amply sẽ nhận một cái tín hiệu stereo giống như là hai một tín hiệu stereo là hai hai đường vào nè. Đó, như thế này hoặc là như thế này, giống như nãy giờ mình test ở ba cái cấu hình trước. Thì với mono thì một cái amply nó chỉ nhận một tín hiệu mà thôi. Thì đó, đường input đầu vào thì đây ha, có chữ mono, mình sẽ gắn cái đường đỏ phía dưới. Rồi, phía trên amply có chữ mono, mình sẽ gắn cái đường đỏ phía trên các bạn. Đó, theo đúng cái ký hiệu của cái đường vào của amply ha, mono. Mono các bạn, mono. Đó. Rồi ok, đã gạt xuống này nút mono rồi. Và về dây loa thì ok. Mình sẽ tháo bớt một chiếc loa ra. Tháo ra, bỏ ra ngoài. Tương tự bên này cũng sẽ tháo bớt một chiếc loa ra. Bỏ ra ngoài. Đó, thì bây giờ cấu hình làm sao? Đánh mono. Thì đây là tín hiệu kênh dương, đây là tín hiệu kênh âm. Thì ok, kênh dương thì mình vẫn để cái dây màu đỏ ở đây các bạn. Còn kênh âm thì mình sẽ nối cái dây màu đen vào cái kênh bên này. Đó, là cái amply phía trên sẽ đánh một cái loa. Rồi. Tiếp theo, tương tự cái phần bên dưới ha, bên dưới thì sao, tương tự các bạn ha, mono nè, dương âm thì tín hiệu dương mình sẽ nối vào cọc đỏ phía bên tay trái, tín hiệu âm mình sẽ nối vào cọc đỏ phía bên tay phải đó các bạn ha. Các bạn nhìn kỹ nha. Đó, đây đánh theo dạng mono. Đó, thì cái amply này sao, hai kênh nó sẽ dồn thành một để đánh cái này, hai kênh này dồn thành một để đánh cái hai cái ngõ này. Đó, người ta đánh
thuộc dạng đánh cầu, đánh đánh brick ha. Trong những cái cục đẩy công suất lớn các bạn cũng sẽ thấy là khi chúng ta đánh cái dạng đánh brick, đánh cầu, đánh mà dạng gọi là dồn kênh á, thì chúng ta sẽ đấu hai vào hai cực đỏ của nó. Rồi, ok, thì bắt đầu mình sẽ mở nhạc lên. Rồi, sẽ nâng volume cái phía dưới lên nha các bạn. Bây giờ đó. Ok. Ok, mình sẽ xoay ra phía sau nha bạn. Dây nhựa thì mình đã cho các bạn xem rồi. Đó, thế này. Rồi. Thì có nghĩa là sao? Đánh kênh trái, đánh kênh phải. Đó các bạn, một kênh lên. Xuống, một chỉ là một loa hát thôi. Loa này hát. Loa này hát. Loa này hát các bạn. Đó các bạn, nói chung là tiếng rất là hay, rất là lực các bạn ha. Thay vì nó đánh hai kênh thì nó dồn hai kênh thành một để đánh một 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 vế, hai kênh dồn thành một đánh một vế thì cái tiếng ra nó rất là lực các bạn đó. Và chúng ta có thể chỉnh tùy biến đó, bên to bên nhỏ vân vân. Ok các bạn, thì mình đã vừa với giới thiệu xong là bốn cái kiểu phối ghép trên một cái cặp Amply Pro 1701 này. Thì thực tế là tùy thuộc vào nhu cầu, tùy thuộc vào cái cấu hình thiết bị nhạc các bạn đang có, vân vân, không gian các bạn bố trí, phòng bếp, phòng ngủ gì đó vân vân các bạn, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách phối ghép khác nhau. Hoặc là chúng ta phối ghép thêm những cặp loa này để trở lại karaoke, thì chúng ta sẽ xài riêng hai cái Amply này, thì nó sẽ thứ nhất là rất là mát cái Amply chính để tải cái âm đi chính, mà đang tải những cặp loa lớn khác đó, nó sẽ rất mát. Và thứ hai là chúng ta sẽ chơi rất là bền đối với những cặp một những cặp loa tai này, chúng ta sẽ chơi rất là bền với những cặp âm đi thế này đó. Chúng ta có thích ghép một cái thêm vào cũng được, hai cái thêm vào cũng được đó. Ví dụ với cái thằng 1701 này, nó có chế độ là đánh mono, thì chúng ta có thể dùng cái âm đi này để chúng ta đánh những cái loa center các bạn. Những loa center là những cái loa center là tín hiệu của nó một kênh đó các bạn. Đó thì chúng ta dồn hai kênh lại thành một kênh, chúng ta đánh cái những cái loa center sẽ rất là hay. Đó cho nên cái ưu điểm của cái dòng 1701 này so với 1705 á, khi mà đi một cặp này á, chúng ta chơi được rất là nhiều tùy biến ha, mình đã giới thiệu qua rồi. Dĩ nhiên chúng ta sẽ còn nhiều cái cách ghép khác nhau nữa. Nhưng mà suy cho cùng á, thì cái phần quan trọng hơn vẫn là cái chất âm các bạn, vẫn là cái chất âm của cái dòng Amply này. Và mình phải công nhận một điều là chất âm của dòng Amply này đánh những cái dòng loa tai của Bô rất là hay. Trước giờ mình tập trung bán loa tai của Bô, mình thử bằng những cái Amply khác, ngay cả xài những cục đẩy Crown của Mỹ luôn các bạn, nhưng mà đánh tiếng nó vẫn không được, gọi là không được ngược, không được hay. Những cục đẩy đó công suất nó quá lớn, và chúng ta hoặc là những cái Amply Jaguar đi, đánh nó tiếng vẫn không được hay. Kể từ khi mình đã mua được những cái dòng Amply Bô 1701, 1705, 1703 gì đó, thì mình chơi thì mình đã rất là hài lòng về cái chất tiếng của những cái dòng loa tai này khi nó kết hợp với những cái Amply này đó. Thì cũng đúng thế bạn, nó thiết kế chuyên để đánh những cái dòng loa tai của Bô mà đó, hàng dành cho thị trường Nhật các bạn đó. Ngoại hình đó, ngoại hình nó hơi cứng cáp, nhưng mà thật ra chất âm rất mực mực mà luôn, rất là hay, rất là chi tiết. Nãy giờ mình đánh cho các bạn xem ha, mình đánh cho các bạn xem là mình nối thẳng cái dây này các bạn ha, cái dây màu trắng này các bạn, mình nối thẳng vào chiếc laptop của mình các bạn, cho bạn xem nha. Dây này nè đó, mình nói thẳng luôn, có nghĩa là mình không có qua mixer, không qua bất cứ cái thiết bị rè mà chỉnh nâng tiếng hay là chỉnh equalizer gì lên các bạn ha. Và các bạn biết cái dòng Thinbad này nè, cái dòng Thinbad này là cái dòng chuyên văn phòng, cho nên cái cạc âm thanh của nó rất là dở. Hồi xưa mình xài một cái chiếc laptop Dell, cái dòng chuyên giải trí, tiếng nhạc ra rất là hay đó. Thì cái dòng Thinbad này là dòng văn phòng các bạn ha, tiếng ra rất là dở nhưng mà nó đánh rất là hay rồi.
cái này mà chúng ta các bạn gắn vô được những cái dòng mà laptop giải trí mà nó có cái ngõ DAC á, mà giải mã tín hiệu ra các bạn, hoặc là những cái dòng MacBook á, hoặc iPhone rồi đó, gắn vào tiếng nó còn hay hơn nữa các bạn đó. Ok thì video mình sẽ xin kết thúc tại đây, thì nó sẽ hơi dài. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn nào mới vào kênh thấy hay thấy thích thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng như để xem nhiều cái video clip khác trên kênh của mình, và kết bạn Zalo với mình để tiện trao đổi. Riêng về giá cặp âm ly này á, thì mình mua khá là cao, một cái là nhập cũng đã trên 3 triệu các bạn đó, cho nên bạn nào có thật sự có nhu cầu thì cứ liên hệ Zalo với mình nha, mình sẽ báo giá trên đó chứ mình sẽ không báo giá trên clip hoặc là không báo giá ở trên comment nha. Rồi ok, hẹn các bạn ở video clip lần sau.